trọn lòng con. Lạy mẹ ta bao, ôi lạy mẹ ta bao, mẹ hiền vinh trên chốn trời cao, lòng mẹ thương con lớn lao dường nào. Lạy mẹ ta bao, ôi lạy mẹ ta bao, nguyện lắng nghe con khấn nài van, tuôn tràn ơn lành xuống đời lầm than. Kính thưa cộng đoàn, mặc dù ý lễ hôm nay như đã được sướng lên lúc khởi đầu là ba trong một, vừa là kính mến Đức Trinh Nữ Maria nhân ngày 13 hàng tháng hành hương,
vừa là kính nhớ các vị tiên nhân của chúng ta, các thánh tử đạo Việt Nam, vừa là ngày bế mạc năm thánh lầm Chúa xót thương. Nhưng những tổ chức của ngày hôm nay dù chẳng nói ra nhiều cũng ghi sâu vào trong ánh nhìn và tâm tưởng của quý vị, đó chính là việc bế mạc năm thánh lầm Chúa xót thương. Đúng như vậy, 11 tháng trước, ngày 13, cũng tại quảng trường này, vào phút này, năm thánh lầm Chúa thương xót được khai mạc cho tất cả quý vị hành hương, được xem như giáo hội tại địa phương này. Và trong suốt thời gian vừa qua, đây chính là thời gian đặc biệt, là mùa cứu rỗi, là mùa hồng ân, như lời dẫn lễ đã mở ra cho mọi người. Vì vậy, ngày hôm nay trong thánh lễ này cũng xin được chia sẻ một vài tâm tình của người hành hương, tôi cũng như quý ông bà anh chị em, về việc khép lại năm thánh. Khép lại năm thánh trước hết là tâm tình cảm tạ. Tất nhiên, mỗi người chúng ta khi ngoảnh mặt nhìn lại quá khứ, bất giác thấy hiện ra hồng ân của Thiên Chúa dày đặc, lời tự nhiên trên môi và khai mở tấm lòng chính là lời cảm tạ. Tạ ơn Chúa đã ban cho một thời gian đặc biệt để mọi người tìm lại nét thanh xuân của tâm hồn, tìm lại tuổi trẻ của cuộc lữ hành, tìm về với bến thiên đàng, về với Thiên Chúa. Vì vậy, đây chính là điều mỗi người tín hữu chúng ta được mời gọi để thực hiện. Trước hết, chính là cảm nhận lòng Chúa xót thương. Tất nhiên, trong tư liệu của Đức Giáo Hoàng Phanxicô, Ngài mời gọi mỗi người chúng ta hãy cảm nhận lấy tâm tình này qua việc chiêm ngưỡng lòng thương xót của Chúa và đón nhận tấm lòng ấy ùa vào trong đời của mình, tạo những chuyển biến tích cực giúp chúng ta tiến tới. Đây là một nét đẹp của năm thánh lầm Chúa xót thương. Tất nhiên, thưa cộng đoàn, khi nói về lầm Chúa thương xót, một cụm từ mà nhiều người chúng ta đã quen thuộc, không phải vì lần hạt lòng Chúa thương xót, kinh lòng Chúa thương xót, thực hành lòng Chúa thương xót dài dài trong đời của mình, mà là một cụm từ gợi lên hành động chính yếu của lịch sử cứu độ. Đúng như thế, thưa cộng đoàn, cứ nhắm mắt tưởng tượng, nghĩ về công cuộc sáng tạo. Ai ban cho ta sự hiện hữu? Ai cho ta có mặt trên đời? Tất nhiên về phương diện thể lý là cha mẹ, nhưng về phương diện đức tin, chính Thiên Chúa là đấng đã tạo dựng nên vũ trụ và yêu thương tạo dựng con người đặt vào trong vũ trụ ấy. Công trình sáng tạo được nêu lên, được nêu cao bằng lòng thương xót, kéo con người ra khỏi hư vô. Và rồi tiếp nối chính là công trình cứu chuộc. Ai đã có sáng kiến sai đấng cứu thế đến làm một người giữa muôn người để rồi cứu độ mọi người bằng cái chết nhục hình trên thập giá? Thưa Thiên Chúa, nhưng động lực nào đã khiến Thiên Chúa thực hiện như thế? Thưa, chỉ có thể thỏa đáng nếu như người ta hiểu đó chính là lòng xót thương. Vì thương nên Thiên Chúa đã xót thân phận con người, không muốn họ bị chôn vùi trong tội lỗi, nên đã để Đức Giêsu Kitô đến trần thế, sẵn sàng tự hiến, sẵn sàng tân hiến bằng cái chết để thánh hóa, đem họ về với tình thương của Thiên Chúa. Đó là gì? Thưa, đó chính là tiến trình của lòng thương xót.
và còn dài dài như thế nữa. Chúng ta hiểu Chúa Thánh Thần được sai đến cũng để thánh hóa mọi người, làm sao cho lòng thương xót của mọi người tương hợp với lòng thương xót của Thiên Chúa, và như thế thì thiên đàng hạnh phúc chính là đó. Vâng, chỉ nhìn một cách tổng quát thôi, cộng đoàn chúng ta cũng cảm nhận được điều này. Và một khi cảm nhận được như thế thì năm thánh lòng thương xót dấu hôm nay với việc đóng cửa được khép lại, người ta vẫn còn những dư âm để có thể tiếp nối trong đời sống. Tất nhiên, như lễ dân lễ nữa cũng đã nói với chúng ta, đã có khai mạc thì phải có bế mạc, đã có nghi thức mở cửa năm thánh thì hôm nay cũng có nghi thức đóng cửa năm thánh. Nói theo kiểu Việt Nam chúng ta hôm nay quen miệng nói là đúng quy trình. Đúng quy trình, có mở phải có đóng. Nhưng nếu như chỉ có quy trình như thế thôi thì đóng ở đâu cũng thế, mở ở đâu cũng vậy. Ở đây còn có điều lớn lao hơn, vượt qua ranh giới của ngưỡng cửa năm thánh, cách nhau thưa cộng đoàn chỉ một bước chân. Năm ngoái chính ở ngưỡng cửa được thiết lập tại lối vào của quảng trường A đây, chúng ta mọi người được mời gọi để bước qua. Bên ngoài không khí vẫn thế, bên trong không khí cũng vẫn vậy, nhưng tấm lòng thì khác. Đây chính là bước vào tấm lòng của Thiên Chúa Cha để cảm nhận được trong dung mạo của Chúa Giêsu Kitô là lòng thương xót của Thiên Chúa đã mở ra cho con người từ thuở nào. Chúng ta hiểu lòng xót thương của Thiên Chúa là lòng xót thương hải hà, lòng xót thương bền bỉ, và cũng là lòng xót thương luôn đem lại những hiệu quả. Chả phải nói đâu xa, trong hình ảnh của ông Gia-kêu được Đức Giáo Hoàng nêu lên ở trong kinh của năm thánh, người ta cũng gặp thấy đây là một hình ảnh rất đẹp để nói về lòng xót thương. Đến nỗi Đức Thánh Giáo Hoàng John Paul đệ nhị trong một tông huấn về bí tích hòa giải được mệnh danh là bí tích của lòng thương xót, đã không tìm đâu những lời chú giải cho bằng gắn bó với chính chuyện của ông Gia-kêu, để thấy được rằng lòng thương xót của Thiên Chúa là một tình yêu rất đặc biệt. Tình yêu đó là một tình yêu đầy sáng kiến, Thiên Chúa cúi xuống với con người. Rồi đây cũng là một tình yêu nhiều thân thiện. Ông Gia-kêu nổi tiếng ở thành Jericho vì là người thu thuế. Thu thuế thì có nhiều cái tính từ không đẹp đi theo nữa. Nhưng bất kể, Chúa Giê-xu đã vời ông xuống khỏi cây sung và muốn ngự cư ngụ lại trong nhà của ông. Sáng kiến gọi tên ông rất thân thiện và tạo chuyển biến, đặt ông vào con đường mới với những hệ lụy mới và quyết tâm mới. Vâng, thưa cộng đoàn, đó là hình ảnh diễn tả lòng xót thương của Thiên Chúa đã được thể hiện dài dài ở trong Tân Ước, và còn dài dài nữa nếu như người ta phóng tầm nhìn hoặc là về quá khứ hoặc về tương lai. Về quá khứ trong lịch sử cứu rỗi và về tương lai trong công cuộc lữ hành tới ngày cánh chung. Lòng thương xót là chữ viết đậm nhất để diễn tả về tấm lòng của Thiên Chúa dành cho con người. Vì vậy hôm nay thưa cộng đoàn, khi khép lại năm thánh lòng Chúa xót thương, chữ in đậm ở trong trái tim của mỗi người cũng chính là chữ tình yêu, chữ thương xót với những hạn từ như chúng ta thường gặp mà chúng tôi vừa hân hạnh được lặp lại với cộng đoàn: một tình yêu hải hà, một tình yêu bền bỉ, và một tình yêu luôn luôn có những sáng kiến, tình yêu thân thiện và tình yêu tạo những chuyển biến trong đời. Mong rằng lòng Chúa thương xót với những tính từ như thế sẽ giúp cho cộng đoàn chúng ta
sống trong quá khứ với tất cả sự cảm nhận và trong những ngày sắp tới với tất cả trái tim của mình. Đây là nét đẹp của năm thánh và đây cũng là điều người ta còn nhớ về năm thánh sau khi đã quên đi tất cả. Vâng, đó là ý nghĩa trước hết. Ý nghĩa thứ hai, thưa cộng đoàn, cũng thấp thoáng để chia sẻ, đó chính là việc mỗi người được mời gọi để ghi dấu xót thương ở trong đời sống của mình. Tất nhiên cảm nhận lòng xót thương của Thiên Chúa quý giá lắm. Tất nhiên cảm nhận lòng xót thương của Thiên Chúa đã là một bước dài ở trong đời sống của mỗi người. Nhưng chính khi biến những vốn liếng ấy trở thành những hành vi xót thương dành cho đồng loại của mình, lúc ấy lòng Chúa thương xót mới có thể trở thành một nguồn lực giúp chúng ta trong cuộc lữ hành. Và đây, hôm nay trong dịp khép lại năm thánh, đóng cửa năm lòng Chúa xót thương, là lúc chúng ta cần nghĩ đến những hành động trong đời sống của mình. Các ông bà anh chị em cũng như chúng tôi trong suốt năm vừa qua, chắc là từng người từng hội đoàn đã có được những quyết tâm hoặc là những manh mún cho những quyết tâm, thì hôm nay chính là lúc chúng ta trình bày lên Chúa những quyết tâm của mình và nỗ lực thực thi cho bằng được. Bởi lẽ khi chúng ta chiêm ngưỡng lòng thương xót của Chúa là gì nếu như chúng ta không có quyết tâm để khắc họa lòng thương xót đó vào trong trái tim của mình và thể hiện ra qua cuộc sống với những chọn lựa, với những thái cử của mình đối với những người xung quanh. Chẳng phải nói đâu xa, nếu như chúng ta chiêm ngưỡng Chúa Giêsu trên thập giá, dung mạo của Chúa Cha trên thập giá, khi Chúa Giêsu phán câu tha thứ cho người trộm lành, hôm nay anh sẽ ở trên thiên đàng với tôi, hay là khi Chúa Giêsu xin Chúa Cha tha thứ cho những kẻ làm khốn mình, xin tha cho chúng vì chúng không biết việc chúng làm, quá là một lòng thương xót với nét bao dung đến vô cùng. Rồi khi chúng ta hướng ánh nhìn đến Thánh Stefano, là người cũng bị ném đá đến chết đó thôi, trước khi chết Ngài còn tha thứ cho những kẻ ném đá mình. Và rồi còn nhiều những tên tuổi, những lời nói của các thánh nhân khác và nhiều chứng nhân khác đã sống phát triển lòng thương xót Chúa trong đời của mình qua việc tha thứ cho những anh chị em đồng loại, ngay cả tha thứ cho những kẻ làm khốn mình. Đó là gì? Thưa, đó là lời mời gọi. Và như lúc nãy chúng tôi đã phát họa cùng với cộng đoàn, là lời câu thúc ở trong lương tâm của mình, để làm sao không phải chỉ là một cảm nhận, một chọn lựa, mà là một sự thực hành, thực hành trong đời sống. Và chính khi thực hành như thế mới có được tiếng nói mãnh liệt, có được tiếng nói quyết định. Khi thực hành lòng thương xót đối với anh chị em xung quanh, như kinh lạy cha chúng ta xin Chúa tha thứ cho mình, thì lúc bấy giờ chúng ta mới trở thành những người con dấu yêu của Thiên Chúa. Chẳng phải nói đâu xa, thưa cộng đoàn, ngày 31 tháng 10 vừa qua, khi Đức Giáo Hoàng Francisco thân yêu của chúng ta đích thân đến thăm Giáo hội và Lutero tại quê hương Thụy Điển của họ, đã có những tiếng xì xào bên ngoài, đã có những lời bàn tán ngay trong giáo hội. Tại sao đó là một phong trào cải cách đến nỗi đã đưa đến chia rẽ ở trong nhịp sống giáo hội, mà Đức Giáo Hoàng còn bước chân đến đó làm gì? Nhân dịp họ kỷ niệm 500 năm biến cố Lutero cải cách. Sao vậy? Thưa, bất kể Đức Giáo Hoàng thân yêu của chúng ta đã có những bước quyết định
không phải chỉ trong tâm tưởng, trong lời phát biểu, mà Ngài đã lựa chọn bước đến với vùng đất được ghi dấu bởi những tâm tình của Lutero và nhiều tín hữu phong trào cải cách đang hiện diện ở đó. Để làm gì? Thưa, để thể hiện sự hiệp thông. Và Ngài còn nói lên những nét đẹp của phong trào ấy mà người Công giáo cần phải noi gương, đặc biệt là hai khía cạnh này. Thứ nhất là cải cách, và thứ hai là yêu mến Thánh Kinh. Vâng, thưa cộng đoàn, đó là một bước đi can đảm và là một bước đi của lòng thương xót. Đó là một lựa chọn xót thương và cũng là một ước vọng thương xót để làm sao cho giáo hội được hiệp nhất, và phải hiệp nhất hoàn toàn mới trở thành dấu chứng lòng tin cho những người mà chúng ta loan báo tin mừng. Chúa Giêsu đã để lại một lời kinh: xin cho chúng nên một để thế gian tin. Nếu chúng, tức là giáo hội của Chúa Kitô, chưa nên một thì vẫn chưa thể tự hào hay chưa thể an lòng được về dấu chỉ hạ tín trong đời sống của mình. Thế nên bằng hết sức tận dụng những cơ hội có thể có được, Đức Thánh Cha Phanxicô đã thực hiện dấu chứng của lòng thương xót. Và hôm nay chúng ta gợi lại biến cố đặc biệt này cũng chính là muốn noi gương Đức Phanxicô của chúng ta, để mỗi người ở trong hoàn cảnh của mình, trong gia đình của mình, đối với người xung quanh, hàng xóm, đối với những người cùng khu xóm, chúng ta loại bỏ đi những ý tưởng ghét bỏ, để rồi cố gắng thực hiện những dấu chỉ yêu thương, đón nhận người khác vào trong trái tim của mình, vào trong kinh nguyện của mình, và vào trong ước vọng tiến tới của mỗi tín hữu của toàn thể hội thánh. Mong rằng hình ảnh của Đức Phanxicô Giáo hoàng sẽ là hình ảnh thúc đẩy mỗi người chúng ta hôm nay cố gắng ghi dấu thương xót ở trong đời sống của mình. Và như vậy thì khép lại năm thánh của lòng thương xót chính là lúc mở ra, khép lại cánh cửa thánh chính là lúc mở ra những bước chân đi vào cuộc đời với trái tim thương xót qua những hành vi thương xót. Nếu như tại quảng trường này, hai khẩu hiệu treo hai bên gương bảnh, chị em liếc lên cũng thấy phía bên này, tức là bên phải chúng tôi, bên trái của quý vị là lời nói lên chuẩn mực cũng như là động cơ thúc đẩy hình ảnh gợi mở về lòng Chúa thương xót, thì phía bên ngược lại chính là lời kêu gọi mỗi tín hữu được gọi mời để ghi dấu lòng thương xót trong đời của mình. Vâng, đó là ý thứ hai. Và chúng tôi còn một ý thứ ba nữa chia sẻ với cộng đoàn, đó chính là ý liên quan đến lễ các thánh tử đạo và thánh lễ khép lại năm thánh được tổ chức tại trung tâm thánh mẫu Tà Pao đây. Nói gần nói xa cũng nói đến gương sống của Đức Trinh Nữ Maria, và cũng là tôn vinh các thánh tử đạo tại Việt Nam mà hôm nay giáo hội chúng ta được mời gọi để hướng đến một cách đặc biệt. Tất nhiên như bài phúc âm được công bố trong thánh lễ hôm nay với câu chủ đạo là: ai muốn theo ta hãy bỏ mình vác thánh giá hằng ngày mà theo ta. Câu ấy nguyên nó thôi cũng đã là cả một chương trình sống cho tất cả những ai muốn theo chân các thánh tử đạo Việt Nam, bởi vì các ngài đã bỏ tất cả, chọn lấy Thiên Chúa, và rồi cũng sẵn sàng bỏ chính mình nữa, đổ máu mình ra để minh chứng cho chọn lựa của mình. Và hôm nay được mời gọi, được ca tụng ở trong vinh quang của Đức Chúa. Nguyên câu đó thôi cũng có thể là nguồn mạch để mời gọi chúng ta ghi dấu lòng thương xót trong đời. Một lòng thương xót muốn thực hiện luôn luôn có những khó khăn, luôn luôn có những chọn lựa. Mà chọn lựa thì như cộng đoàn viết, lấy cái này phải bỏ cái kia, từ bỏ điều này để đón nhận lấy điều khác, từ bỏ những cái dễ dãi để theo Chúa Kitô, từ bỏ những sự an nhàn để sẵn sàng đón nhận lấy vất vả. Miễn là
Đức Kitô được sáng rỡ trong lựa chọn và trong đời sống của mình. Rất may, việc thực thi lòng thương xót vốn khó khăn đấy, vốn đòi buộc mỗi người chúng ta phải bỏ mình đấy, vốn đòi buộc mỗi người chúng ta phải vác lấy thánh giá của mình, những ý riêng của mình đấy, đã được các thánh tử đạo Việt Nam nêu gương. Đọc truyện các thánh tử đạo Việt Nam, một vài vị hoặc là ai có nhiều giờ đọc cả 117 vị, chúng ta thấy tràn đầy những công thức, những lời nói, những cách sống của lòng thương xót, từ thương xót lý hình chém giết mình cho đến thương xót con cái, những người thân hoặc giáo dân, đến tiễn đưa mình, khóc lóc mình. Ở đó chúng tôi vẫn còn nhớ đến khuôn mặt người nữ duy nhất trong số 117 thánh tử đạo Việt Nam, đó chính là khuôn mặt của thánh nữ Anne Lê Thị Thành. Trong dịp bị nhốt cầm tù, người con gái 19 tuổi, con út tên là Nô đến thăm, thấy áo của mẹ mình bê bết những vết máu, đã khóc lên thành tiếng. Nhưng người mẹ can đảm đó chẳng những không cảm động mà lại còn an ủi con: "Con ơi, đừng khóc làm gì, không phải máu đâu, đó là hoa hồng đó. Chết đến nơi rồi mà còn thi vị đến thế, chết đến nơi rồi mà vẫn còn mở rộng trái tim bằng những hình ảnh thật đẹp nói lên việc hy sinh." Rõ ràng là các ngài đã để lại những dấu ấn khó quên và những mẫu gương mà ngày hôm nay chúng ta đọc lại cảm thấy được đỡ nâng vô cùng. Xin nhờ lời chuyển cầu của các thánh tử đạo Việt Nam qua gương sáng của các ngài, và cách riêng xin nhờ lời chuyển cầu của Đức Trinh Nữ Maria tại linh địa Tà Pao đây, cho mỗi người chúng ta khi khép lại năm thánh biết thực thi những gì mình đã quyết tâm. Và nếu như lòng thương xót của Chúa là bao dung, là bền bỉ, là tạo chuyển biến, thì mỗi người chúng ta hôm nay cũng cần phải bao dung với thái độ của những anh chị em lân cận của mình, nếu như họ làm buồn lòng mình cách này cách khác, để rồi sẵn sàng thực thi lòng thương xót dành cho họ, và bền bỉ ngày hôm nay chưa được, ngày mai sẽ lặp lại. Mong sao lòng thương xót sẽ trở thành kim chỉ nam cho mỗi người tín hữu chúng ta trong đời sống. Vâng, đó là tất cả những ý nghĩa chia sẻ với cộng đoàn hôm nay về nghi thức khép lại năm thánh và nghi thức đóng cửa thánh năm thánh lòng Chúa xót thương. Xin ơn trời vẫn ở với chúng ta, với mọi người trong suốt năm lòng Chúa thương xót vừa qua, cũng sẽ còn tháp tùng với tất cả quý vị trong những ngày sắp tới. Nếu như hướng đến hiện tại chúng ta đang quyết tâm với nhau, thì hướng đến tương lai trong hành trình của người tín hữu sống lòng tin dưới lòng trần thế, chúng ta cũng nhận được không chỉ gương sáng, sức mạnh, và còn được ơn thánh để ghi dấu lòng Chúa xót thương. Và như thế thì việc khép lại năm thánh hôm nay chính là việc mở dẫn mỗi người chúng ta vào đời sống. Xin Chúa, xin Đức Trinh Nữ Maria, xin các thánh tử đạo Việt Nam chúc lành và ban ơn, cũng như nỡ đừng tất cả quý vị trong hành trình đức tin. Amen.